lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt trẻ thơ. Thương con thao thức bao đêm trường, con đài yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội réo không quang thân gầy mẹ hiền, một sương hay nắng cho bạn đau buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến. Bên nhà tranh nghèo ấm
Kính thưa hương hồn bà Nguyễn Thị Tiền, kính thưa gia đình tăng chủ, thưa toàn thể hòa hiếu, được tin do một tai nạn bất ngờ đột ngột xảy ra, bà đã từ trần về với tổ tiên. Đoàn cán bộ đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Tiên Phong do đồng chí Đỗ Văn Chính, bí thư đảng ủy làm trưởng đoàn. Chúng tôi tới đây trước linh cữu của bà, kính dâng vòng hoa tươi, thắp nén tâm hương, kính viếng hương hồn bà, cầu cho bà về nơi suối vàng được yên giấc ngàn thu, yêu sinh tịnh độ. Bà ra đi về với tổ tiên là một mất mát tổn thất vô cùng to lớn, không gì bù đắp nổi. Trước mất mát tổn thất to lớn này, chúng tôi xin có lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình, mong gia đình hãy nén tiếc thương, sớm vơi nguôi nỗi buồn để ổn định cuộc sống, cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới trên quê hương. Để tỏ lòng tiếc thương và tiễn biệt bà, chúng tôi xin để phút mặc niệm bắt đầu. Rồi. Tiếp theo, gia đình bà Huyền Bình dâng nghi viếng. Kính thưa linh hồn cụ Phong, kính thưa đại gia quyến gia đình cụ Phong, hôm nay được tin cụ Phong 20 về với tiên tổ, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và ban đại diện cha mẹ phụ huynh trường mầm non Tiên Phong nơi con gái Phùng Thị Thanh của cụ công tác, xin được thắp một nén hương vĩnh biệt đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Một phút mặc niệm bắt đầu. Một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao.
là dòng suối dịu hiền, mẹ mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trắng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ mẹ là ngọn mía ngọt ngào, mẹ mẹ là nai chuối buồng cao, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết rằng con thương mẹ không? Con xin gửi đến cha mẹ những lời nói từ trái tim mà con ấp ủ bấy lâu. Càng lớn lên, con càng hiểu rằng công ơn tình thương cha mẹ dành cho con sâu đậm bao nhiêu. Những tháng ngày gian nan cực khổ, mẹ cha nuôi con khôn lớn, con luôn ghi nhớ mãi suốt đời. Con vì con lạy mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con được là bao. Năm dài tháng rộng gian nan nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vớ vẩn. Con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu, nay con về đây bao năm ngược xuôi con ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây con luôn ghi nhớ trong lòng. Đảm con sâu trọn đời.
ngày con ốm đau, mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi, bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con nguyện con lạy mẹ cha ơn cha nghĩa mẹ con đời được là bao. Bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạo con chưa hiểu đi đâu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Kính thưa toàn thể gia quyến, kính thưa toàn thể họ hiếu,
Bà Nguyễn Thị Điền sinh năm 1958 tại thôn Đại Bồ, thị trấn Tây Đàn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Nay thường trú tại thôn Kim Lý, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Bà không ai đáp nạn đã từ trần vào hồi 7 giờ 45 phút ngày 13 tháng 4 năm 2019, tức ngày 9 tháng 3 năm Kỷ Hợi, hưởng dương 62 tuổi. Bà sinh ra trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng, luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Thuở nhỏ còn đi học và luôn là trò giỏi con ngoan, lớn lên luôn là một công dân gương mẫu, luôn vui vẻ gần gũi với bạn bè và bà con nơi xóm. Để làm tròn đạo con hiếu thảo với cha mẹ, bà đã xây dựng gia đình với ông Phùng Thế Quyến. Chịu thương chịu khó, hai vợ chồng đã sinh được 4 người con, 3 trai 1 gái. Trai lớn ông bà dựng vợ, gái lớn ông bà gả chồng, dâu thì đền thể thảo. Các cháu ngoan ngoãn để mong được bảo hiếu phụng dưỡng cha mẹ ông bà, nhưng chẳng ai nghĩ đến chi ngờ. Ngày 13 tháng 4 năm 2019, bà đột ngột ra đi, để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình và con cháu. Bà mất đi là một sự mất mát to lớn đối với gia đình. Các con mất đi một người mẹ đáng kính, các cháu mất đi một người bà kính trọng, bạn bè anh em mất đi một người thân, trong thôn mất đi một công dân gương mẫu. Thôi, mệnh trời đã vậy, bà hãy yên nghỉ về nơi cõi Phật, ở nơi chim suối, chúc cho linh hồn bà được tiêu sinh tịnh độ, sống khôn khắc thiên. Bà Phò độ trì cho toàn thể gia quyến, anh em bạn bè gần xa, toàn thể nhân dân chúng tôi luôn được bình an ngày một phát triển. Kính thưa toàn thể hội hiếu, sự mất mát đau thương thật to lớn, song cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Kính mong gia đình con cháu nén đau thương để ổn định cuộc sống gia đình. Trước giờ phút chia đi vĩnh biệt, bà Văn toàn thể hội hiếu chúng ta dành một phút mặc niệm, một phút mặc niệm bắt đầu. Để tiếp theo chương trình, xin mời các giả vãi vào làm lễ đón vong. No.
Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, chư già và bản vai, kính thưa các cơ quan, quan khách, chính quyền, các cơ quan đoàn thể các cấp, cùng các anh em, thông gia, bà con lối xóm và bạn bè gần xa, nội ngoại. Bà Nguyễn Thị Tiện và chị của gia đình chúng tôi đã không may xảy ra một tai nạn bất ngờ, đạn tạ dương. Quy thế vào hồi 7 giờ 45 phút ngày 13 tháng 4 năm 2019, tức ngày 9 tháng 3 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 62 tuổi. Tôi thay mặt toàn thể gia đình vô cùng cảm ơn tới tất cả các bác, các anh, các chú và toàn thể các cháu thanh niên của dân làng cùng các anh trong ban công an xã đã hết lòng tìm kiếm thi thể của chị tôi. Kính thưa các ông, các bà, chính quyền, các cơ quan, toàn thể các cấp, các anh, các em, thông gia, bà con lối xóm, bạn bè cùng các cháu gần xa đã đến chia buồn. Bà Phong và toàn thể tăng quyến đã đem đến những vòng hoa tươi thắm, những nén tâm hương đến để chia buồn phúng viếng. Tôi thay mặt gia đình vô cùng cảm ơn, rất mong các ông, các bà, hai bên nội ngoại gần xa, thân bằng cố hữu, các cơ quan đoàn thể đưa chị tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi đưa chị tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình chúng tôi kính mời tất cả các cụ ông, các cụ bà, tất cả các anh, các chị, các bác để về với gia đình để ăn trầu uống nước, để chia nguồn và động viên gia đình, anh em, con cháu chúng tôi. Trong tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình kính mong được sự lượng thứ. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành biết ơn. Kính thưa Hương Hồn, bà Phong, anh em dòng tộc họ cùng thế, xin phép được dâng hương để làm lễ vinh quang. Tức là vinh quang, tất cả anh em dòng họ cùng thế, dành một phút mặc niệm, một phút mặc niệm, bắt đầu. Công cha như núi Thái
con nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Thank you.
yên thuần hộ. A Di Đà Phật phù hộ cho dân cho ông cháu ạ. Bao la vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời rồi.